Thưa quý vị, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng luôn xác định công tác dân vận của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của từng cấp ủy tổ chức Đảng, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xây dựng và củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, với gần 700 mô hình dân vận khéo đã triển khai trên địa bàn, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội. Với việc khéo tuyên truyền, khéo vận động, các quận ủy, huyện ủy đã xây dựng được 482 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực hoạt động, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị, mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng đã triển khai thực hiện 107 mô hình dân vận khéo. Các sở ngành khối lực lượng vũ trang, đảng ủy trực thuộc đã xây dựng 89 mô hình, trong đó có nhiều mô hình được duy trì thực hiện qua nhiều năm. Đoàn thanh niên thì gặp các mô hình là tháng thanh niên, tháng 3, tổ chức nhiều mô hình dân vận khéo ở dưới khu dân cư, cũng như là trên những cái vùng xa xôi hẻo lánh của huyện Hòa Vang, như là thực hiện cái mô hình là cái giao thông sạch đẹp trên đường làng ngõ xóm trên các cái vùng của huyện Hòa Vang. Đối với hội phụ nữ, Liên hiệp phụ nữ thành phố thì có cái mô hình mà chúng tôi đánh giá rất cao, đó là mẹ đỡ đầu, nuôi dạy, chăm sóc, hỗ trợ cho những trẻ em mồ côi không có nơi nương tựa. Đây là một cái mô hình mà chúng tôi thấy là nó lan tỏa từ sức dân vận khéo, nó đã đưa cái phong trào này nó gắn kết thật sự, đảm bảo được cho các cháu mồ côi không nơi nương tựa, có mẹ đỡ đầu. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng kịp thời cụ thể hóa tổ chức triển khai, thực hiện các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận và ban hành nhiều chủ trương, chính sách, văn bản quan trọng. Đặc biệt, thành phố ban hành đề án số 04 ngày 31 tháng 12 năm 2022 về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Đây là điểm mới về công tác dân vận của thành phố, nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả của gần 700 mô hình dân vận khéo đã triển khai, đồng thời tổ chức sàng lọc, đánh giá, lựa chọn 16 mô hình tiêu biểu để nhân rộng với nội dung hướng đến hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội, cùng cho phát triển kinh tế, di dời giải phóng mặt bằng, văn minh đô thị, an ninh trật tự, xây dựng thành phố thông minh, công nghệ số cộng đồng. Tôi cũng đã triển khai cái nội dung của đề án 04 cũng như là các mô hình của đề án 04 đến tặng các cấp ủy đảng tại các khu dân cư. Và trên cơ sở thực hiện đề án này thì 6/6 phường cũng đã xây dựng được 6 cái mô hình mà đã triển khai trong thời gian qua đem lại hiệu quả. Và chúng tôi cũng giao cho các phường để triển khai 9 mô hình mà thành phố giao về cho các quận huyện và để triển khai thực hiện trong thời gian đến. Với sự đóng góp quan trọng từ công tác dân vận của cả hệ thống chính trị là sự tập hợp đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, tạo nên sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố. Cho nên trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đà Nẵng vẫn tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác trong năm 2023. Nổi bật là kinh tế thành phố duy trì sự tăng trưởng, hoạt động dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, là động lực tăng trưởng kinh tế của thành phố. Thời gian đến, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo đối với công tác dân vận, công tác tôn giáo, dân tộc, khơi thông các nguồn lực để phát triển thành phố, đặt mục tiêu an dân và dựa vào dân để xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị gắn với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Có thể nói, với những cách làm dân vận khéo phù hợp, thiết thực, công tác dân vận của thành phố Đà Nẵng đã thật sự đi đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm, đã huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.